Hello, xin chào mọi người, lại là Tâm đây. Và hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trang trí một góc tiểu cảnh Tết với backdrop là một cái mành tre tâm nhí và những chiếc quạt giấy màu đỏ dễ thương này nha. Follow me. Ok, vào việc nè. Chiếc mành tre và ba lá cọ thì Tâm đã gắn sẵn trên vách gỗ rồi nha. Những chiếc quạt đỏ này là hàng gấp sẵn, mình chỉ việc mình bẻ cong và dán lại với nhau thì đã ra thành phẩm rồi. Ok, Tâm tạo điểm nhấn cho quạt bằng cách treo một số cái phụ kiện gỗ màu vàng, hình ba đồng tiền, chữ song hỷ và hình thỏi vàng để làm điểm nhấn cho những chiếc quạt nó được đẹp mắt hơn. Mình bố trí cho nó đều ở được giữa cái tâm quạt sẽ đẹp hơn nha mọi người. Ok. Tâm tiếp tục dùng những chiếc nón lá với các cỡ khác nhau, cỡ mini nhỏ nhất là đường kính khoảng là 7 cm. Đó thì mình gắn xen kẽ với quạt để tạo điểm nhấn, làm cái nền để cho cái quạt nó được nổi bật lên đó mọi người. Trên vách thì Tâm đã gắn bắn sẵn những cái đinh rồi. Trên quạt lá thì mình cột những cọng kẽm nhỏ, sau đó mình mắc lên thì nó sẽ dễ thực hiện hơn nha. Và tiếp theo Tâm treo một cái vòng hoa Tết ngay ở vị trí chính giữa. Và hai bên thì mình sẽ treo hai cái vải đỏ in hoa họa tiết giống như là hoài cổ Việt Nam xưa, phong cách Cuba Sài Gòn vậy đó. Đó, mình treo và mọi người lưu ý là thấy Tâm Tâm gỡ những chiếc nón ra Tâm mới treo để nó che đi cái khuyết điểm. Ok, và bây giờ Tâm treo những cái mạt tre dán chữ chúc mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng dọc hai bên cái liền ô trời gớt đồ gòi. Do cái đinh này Tâm bắn nó bị nông quá đó mọi người. Ok, cái mạt tre này là đường kính 40 cm nha. Còn những chữ chúc mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng là thư pháp viết tay. Bây giờ tạm xong trên tường thì Tâm trải một tấm thảm đỏ ở bên dưới. Tấm thảm đỏ này là kích thước là ngang 2 m, dài 4 m. Ok. Tâm để một cái kệ gỗ và trải khăn trải đỏ để mình để một cây mai vàng ở đây nè. Cây mai vàng này là cao khoảng từ 1,5 m đến 1,8 m đó mọi người. Bó bây giờ Tâm sẽ bẻ cái cành để cho nó được đẹp hơn. Sau đó là mình dùng cái điểm nhấn là mình cũng treo những cái phụ kiện bằng gỗ nè, rất là dễ thương, với chữ Tết, Xuân, Phát, Tài, Lộc. Đó, Tâm sẽ treo xung quanh cây mai để tạo điểm nhấn cho cây mai vàng. Ok, và dưới gốc cây mai thì Tâm sẽ để một bộ quang gánh. Trên bộ quang gánh thì Tâm đã có mắc sẵn những cái dây hành tỏi ớt rất là dễ thương. Và bây giờ Tâm sẽ treo cái năm 2022. Và bên trong rổ thì Tâm sẽ để một bên là trái cây, lát dưa hấu và một bên là một bộ bánh chưng, bánh tét cỡ lớn. Tâm sẽ tiếp tục treo một dây chữ gỗ chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, tông màu vàng đỏ, kiểu Việt Nam xưa. Ok, bây giờ vị trí tiếp theo là Tâm sẽ kê cái bàn với hai cái bàn. Hai cái bàn này mình chọn một cái cao, một cái thấp để tạo điểm nhấn cho cái backdrop nha. Tiếp tục là Tâm vừa đặt lên là một bình gốm, những bông lúa mạch, một bình hoa đào dán chữ Tết, một trái dưa hấu. Đó, mình kéo qua để cho nó khỏi che cái chữ chữ mới nè. Tiếp tục là Tâm để một cái kệ tre 2 tầng, một cái hộp hình bánh chưng, hộp này là hộp đựng mứt nha, và những bao lì xì may mắn, một khay với tích trà và cái đèn dầu đó rất là dễ thương. Ok, thêm một cái khay đựng bánh chưng, bánh tét nhỏ nhỏ nữa. Cuối cùng là một chiếc ghế may với một cái đệm cùng tông màu đỏ luôn và những cái giấy đỏ may mắn. Ta-da! Như vậy là Tâm đã vừa hoàn thành xong một góc tiểu cảnh Tết. Như mọi người thấy ở phía sau lưng đó, một không gian đỏ rực và rất là nhiều không khí Tết đúng không ạ? Nếu mọi người thấy thích những cái sản phẩm hoặc là cách trang trí như thế này, hay là có đóng góp ý kiến hay cần thắc mắc gì hỏi thì cứ comment bên dưới, Tâm sẽ trả lời hết nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy thích thì hãy like, subscribe, theo dõi kênh để cùng đón xem những video clip decor sắp tới nhé. Xin chào, bye bye.